即使翻起风雨，即使不声不语，而我都给你关注，想到心底深处和你的相处，如念过动人的书，爱照亮我每天。Đại tứ hỷ cần nữ chiêu đãi, tiền lương cao trên 60 đồng, người có ý thì đến. Công việc này phải lộ mặt ra ngoài, người đàng hoàng sẽ không có làm đâu. Anh Sinh à, đường xẻ của chiếc kỳ bào này hình như quá cao đó, có chiếc nào sẽ thấp hơn một chút không? Không phải đâu, tôi thấy rất hợp mà. Anh Sinh, anh chuyển qua làm thợ may hồi nào vậy? Mặc kỳ bà còn kêu ảnh sửa này sửa nọ, làm như mình là tiểu thư Tây qua đến tiệm may mua quần áo gì đó. Người này là chị Hồng, người này là dẫn đầu các nữ chiêu đãi, sau này cô cứ đi theo cổ đi. Chị Hồng, chào chị, tôi tên là Diệp Hướng Tình, chị có thể gọi tôi Hướng Tình được rồi. Cô Diệp à, chúng tôi chỉ có một loại kỳ bào này, tất cả các nữ chiêu đãi đều phải mặc, cô có thể làm hoặc là đi, sao hả? Tôi làm mà chị Hồng. Vậy được rồi. Bây giờ là ca trưa, lát nữa xuống ca nghỉ ngơi, muộn một chút sẽ là ca đêm. Đến lúc đó có nhiều khách hơn, bận đến nỗi không thở nổi. Nếu như cô sợ cực khổ, bây giờ rút lui cũng không muộn. Tôi không sợ cực khổ, thật ra lúc trước tôi đã từng bán cháo ở Lệ Loan đó. Thấy cô lịch sự đàng hoàng, không giống mấy nhỏ ghe. Nhưng mà bất kể thế nào, thật ra công việc của nữ chiêu đãi và nam phục vụ cũng không có gì khác nhau. Đều là ghi thực đơn, bưng thức ăn, chăm trà thay nước. Những công việc đơn giản này vừa làm vừa học, nhưng quan trọng nhất là phải biết cách trò chuyện với khách để họ ăn uống vui vẻ. Cô biết nữ chiêu đãi của chúng ta không có lương căn bản, nếu khách ăn thấy vui họ sẽ thưởng thêm tiền, có biết không? Tôi biết rồi. Thêm nước. Dạ. Mới đến sao lạ mặt vậy? Dạ phải. Tên gì? Tôi tên Hướng Tình. Hướng Tình, hiếm khi lần đầu gặp mặt. Cô cho tôi thêm bình trà Phổ Nhĩ được không? Bình này là trà Thủy Tiên. À, không có trà Phổ Nhĩ uống. Cho tôi ôm cô được không? À, ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Ướt hết rồi. Chân ta dùng về, vào trong đi, vào trong đi. Cô tiếp đãi gì sao? Lấy khăn lông mau lên. Xin lỗi chị Hồng, lúc nãy người khách đó không có quy tắc, cho nên tôi mới... Là khách không có quy tắc sao? Vậy là làm khó cho cô rồi. Tôi biết là tôi phải nói chuyện với khách, nhưng mà tôi không nghĩ còn phải... Để họ sợ sao? Phụ nữ ra ngoài kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền là phải trả giá. Nhưng tôi chỉ là nữ chiêu đãi viên thôi, tôi chỉ bán sức lao động, không phải là... Chúng ta ra bán nhan sắc. Cho dù cô không phải, tôi không phải, xã hội này đều nhìn chúng ta như vậy. Nhưng mà chúng ta có giới hạn, nếu không chúng ta có khác gì với các cô gái ở Trần Đường Nam. Chúng ta có thể cười nói với khách, nhưng nếu họ yêu cầu tiến thêm một bước, chúng ta phải biết ứng phó thế nào, làm sao để lảng tránh vấn đề. Đây mới là chỗ khó của nữ chiêu đãi viên. Tối nay cô về nhà suy nghĩ kỹ đi, công việc này có hợp với cô không? Ở đây có một đồng là tiền thưởng hôm nay cô được chia. Tôi không có làm gì, tiền này tôi không thể nhận được. Mỗi ngày tiền thưởng có được, chúng ta gom lại rồi chia đều. Đây là quy tắc ở đây, lấy hay không tùy cô. Nhưng xin cô nhớ kỹ, số tiền này là tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta. Nếu không phải hôm nay cô đắc tội với khách, có thể chúng ta đã được chia nhiều hơn.
Nếu cô không chấp nhận được, vậy ngày mai đừng để tôi thấy cô nữa. À, con về rồi hả? Dạ phải. Ăn cơm chưa? Để mẹ nấu mì cho con ăn ha. Không cần đâu, con ăn rồi. Con sao vậy? Bộ làm công cho gia đình giàu có cực khổ lắm sao? Dạ không phải, nhưng con cảm thấy công việc này không hợp với con. Không thích hợp thì tìm việc khác, không làm chỗ này thì làm chỗ khác. Ừ. Này này này, anh đừng cố quá, từ từ thôi. Anh trời ơi, trời anh ơi, có thể đi lại được rồi hả? Thật là tốt quá, mẹ phải đi trả lễ. Cẩn thận, cẩn thận. Đi cho tôi, đi cho tôi. Đi lại được cũng vô dụng thôi. Cái chân này không còn đủ sức, không khác gì bị phế hết. Con đừng nói bậy, làm người phải đi từng bước mới được. Chẳng lẽ muốn một bước lên trời sao? Phải đó anh, lúc trước anh chống nạn cũng không thể đi được, bây giờ đã tiến bộ hơn rồi đó. Thật ra lần này chúng ta phải cảm ơn Hoa đại phu. Ông đã cho ảnh uống đổ trọng nấu gân nai, uống thêm vài thang thì có thể đi lại rồi. Cảm ơn ông Hoa đại phu. Cảm ơn ông. Đừng khách sáo, người một nhà mà. Sao vậy con trai? Mẹ à, chúng ta sẽ không có cơm ăn rồi, còn tiền đâu mua thuốc nữa. Con đi không được thì thôi đi. Anh à, không cần phải lo lắng đâu. Anh coi, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, còn kiếm được một đồng nữa. Anh không cần phải lo lắng, chân của anh nhất định hồi phục mà. Cha, cô làm gì mà kiếm được nhiều tiền quá vậy? Phải rồi, anh học người ta đi, chỉ biết đánh bài không. Hey, quan hậu trường này không thèm kiếm tiền, muốn kiếm thì kiếm 1,000+ đồng kìa. Nè, có người anh em như tôi, tiền không phải là vấn đề đâu. Anh đó, anh không làm bậy, tôi đã mừng lắm rồi. Trời ơi, con cẩn thận đó. Ê, coi chừng. Sao hả? Có phải cha tôi không chịu đưa anh tiền không? Sao cô biết? Dĩ nhiên rồi, anh đọc đi. Lúc trước ông nói là lấy danh nghĩa ngân hàng quyên tiền cho hiệp hội những người tàn tật, bây giờ lại nói gác lại. Hey, ông già cô đúng là lão keo kiệt mà. Rõ ràng là muốn cắt đứt nguồn kinh tế, ép cô trở về á. Ông giận tôi thì thôi, lại còn đi trả thù riêng, nói không giữ lời, đúng là thất hứa mà. Nhưng mà không sao, chờ tôi nghĩ ra cách đi. Tôi sẽ lấy ông 1,000+ đồng. Cái gì? Nè, ông già của cô keo kiệt tới như vậy, gạt ông ít tiền cũng đâu phải là quá đáng đâu. Phải, nhưng đâu có ai lấy 1,000+ đồng ít như vậy. Muốn lấy thì phải lấy 10,000 trở lên mới được. Trời, cô hăng dữ vậy sao? Nè. Hả? Sao tự nhiên anh nhờ tôi mượn cho anh sách minh họa đồ cổ vậy? Cô nói cha cô sưu tầm đồ cổ mà. Phải đó. Cô nói có một lần ông mua một cái chén sứ cổ Thanh Hoa, bên trong lượm được cái quai của một cái bình. Phải, lúc đó ông nói cái quai đó rớt ra từ bình hoa màu được làm bằng men pháp lan từ thời Càn Long. Ông ấy còn rất muốn tìm được nó. Không phải anh muốn. Không phải muốn mà là muốn làm. Tôi đã nghĩ ra cách, nhưng phải có cô giúp đỡ. Nè, thì được rồi, bây giờ mọi chuyện sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông mà thôi. Mẹ nhỏ, sao mẹ có hay chỉnh quần áo vậy? Mẹ không sao chứ? Cái áo này hình như bị lệch. Phải không coi? Đâu phải đâu, rất là ngay ngắn. Sao mẹ lại lo lắng vậy? Không có, đâu phải. Cha con ăn hiếp mẹ hả? Không, không có chuyện này. À phải rồi, nghe nói con dọn đến đại tạp viện. Ở chỗ đó con sống có quen không? Con ở đó rất dễ chịu. Thật ra hai cha con đâu có thù dai. Con hết giận cha thì mau dọn về đi, ông rất thương con. Con không muốn nói về cha nữa. Phải rồi, thế con nhờ mẹ tìm, mẹ có mang tới không? À, đây nè. À, cảm ơn. Con cần nó để làm gì? À không, tại con thích coi thử thôi. Cảm ơn mẹ nhỏ. Ừ. Bảo Kỳ. Mẹ nhỏ, chuyện gì vậy? Mẹ có chuyện muốn hỏi con. Mẹ muốn hỏi con chuyện liên quan đến anh Dương sao? Bây giờ ảnh thế nào rồi? Chống nạn thì cũng có thể đi được, nhưng mà chân của ảnh đã không còn sức nữa. Có thể trị được không? Dạ được. Thật ra ở đại tạp viện có Hoa đại phu đã cho ảnh uống thuốc, rất có công hiệu đó. Nhưng mà thuốc rất là đắt. Ở đây có chút tiền, con cầm đi. Mẹ nhỏ.
Mẹ nhỏ không có tiền riêng, chỉ có bao nhiêu đây thôi. Thật ra chuyện tiền bạc mẹ không cần phải lo lắng, con cũng có cách có thể giúp đỡ. Nếu không tại mẹ, Hướng Dương sẽ không ra nông nổi này. Chuyện này không liên quan đến mẹ mà. Thật ra bây giờ anh Hướng Dương rất cần người khuyến khích ảnh, ủng hộ ảnh để cho ảnh phấn chấn trở lại. Hay là mẹ đến gặp ảnh đi, chắc chắn sẽ rất vui. Lỡ như để cha con biết được, không biết ông sẽ làm ra chuyện gì nữa. Mẹ nhỏ à, mẹ là vợ chứ không phải là người hầu của ổng, sao mẹ lại sợ ổng quá vậy? Cùng lắm mẹ dọn đến ở chung với con. Còn lúc đó ổng còn hung dữ nữa không? Mẹ nhỏ à, mẹ đến gặp anh Hướng Dương đi. Bây giờ anh không còn ý chí nữa. Cho tôi nửa cân táo đi. Hướng Dương, anh không sao chứ? Hiểu gì? Không sao đâu, anh tự đứng lên được. Để em đỡ anh. Cảm ơn. Đi trước nha. Hướng Dương à, anh không mua trái cây sao? Em giúp anh nha. Không cần, anh không muốn ăn. Em có thể giúp anh được chuyện gì không? Anh nghĩ sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em cũng thấy rồi, bây giờ anh như kẻ tàn phế, mua trái cây cũng không được nữa. Em cứ mặc kệ anh đi. Chính Cương, tốt lắm, chống nạn rất hợp với cậu. Ông sẽ bị trả báo. Bây giờ cậu đang bị trả báo, nếu không cũng không thể bị như vậy. Phải rồi, nếu cậu thật sự có chứng cứ, đến cục cảnh sát thưa tôi đi. Nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn họ không thụ lý đâu. Là bởi vì tôi có nhiều tiền hơn cậu. Trên đời này có tiền là có tất cả. Chính Cương à, em còn biết xấu hổ không? Lên xe, mau. Dừng xe. Dạ lão gia. Chính Cương à, em đúng là to gan, còn dám qua lại với Diệp Hướng Dương à? Em không có. Chính Cương, em hẹn với Bảo Kỳ muốn khuyên nó trở về nhà thôi. Em còn mượn cớ nữa. Em nghe đây, bắt đầu từ bây giờ, nếu anh không cho phép, em cũng đừng rời khỏi nhà nửa bước. Con nghe rõ chưa? Em câm hả? Trả lời đi. Em biết rồi. Hạ tiện, chạy đi. Dạ. Tôi sai quá rồi. Cô nhớ phải dìu tôi đó hả? Không phải, tôi đang dìu ông sao ông chủ Lê? Cô phục vụ rất tốt đó. Nè, muốn thưởng bao nhiêu cũng có. Nè, cẩn thận cẩn thận nha. Cẩn thận cẩn thận. Ôi, uống sai quá rồi. Mời uống trà. Chỗ này thưởng cho cô. Cảm ơn. Nè, cô cũng có nè. Hưng à, đang chờ cậu đó, đi thôi. Dạ. Cậu ba. Cậu hai. Ồ, Phụng Đức, em cũng tới rồi hả? Phải rồi, anh hai. Bà ba, trang phu nhân. Phụng Nghi à, lúc nãy mới bàn xong mối làm ăn với ông chủ Lê. Ê, thằng Hưng có công nhiều nhất đó. Vì vậy tôi và Diệu Tâm đã bàn rồi, dự định thăng nó làm chủ nhiệm. Anh hai à, sao anh dễ dàng tin người vậy? Coi chừng họ phản phúc, nuốt luôn ngân hàng của anh cũng không biết á. Sao em lại nói vậy? Anh hỏi nó đi, trong lòng nó biết rõ. Uổng công Trang gia của em và Phan gia của anh đối tốt với nó, bây giờ gà trong chuồng tạo phản, muốn cắn ngược lại anh nữa. Trang phu nhân, có phải tôi có chuyện gì đắc tội với bà không? Hưng, tôi hỏi cậu, chuyện bán đứng Dự Phong có phải cậu làm không? Cậu không trả lời tôi có nghĩa là có. Cậu đừng tưởng chuyện đến tiệm chụp hình tìm ông chủ chỉ tội Dự Phong, thần không biết quỷ không hay đâu. Tình cờ ngẫu nhiên Phụng Đức gặp ông chủ tiệm, ông đã nói là ngày đó người ép ổng ngoài Trần luật sư ra còn có hai thanh niên.
nghe ổng hình dung người đó là cậu và bạn tốt của cậu Quan Hạo Trường. Hân à, có chuyện này không? Có, là con làm. Anh Hai à, anh nghe rồi đó, em đâu đổ quan cho nó. Anh thấy nó xảo quyệt chưa? Đến cục cảnh sát lại cố ý không đến hiện trường, thật ra âm thầm giúp cả nhà Diệp gia hại Trang gia của em đó. Tại sao vậy? Lúc cậu mới đến Quảng Châu đã nhận được ân huệ của Diệp gia, bây giờ Hướng Dương bị vu oan, con rất khó che giấu lương tâm, thế chết mà không cứu. Nếu cậu có lương tâm không thể lấy quán trả ơn, vậy Phan gia có cho cậu ân huệ không? Cậu còn giấu cả chị, giúp Trác Qua tự định chung thân, còn hại Dự Phong của tôi. Chị uổng công chị nhìn nhận nó, bây giờ nó giúp người ngoài không giúp người nhà, sớm muộn nó cũng hại mọi người thôi. Con xin lỗi bà ba, con xin lỗi Trang phu nhân. Con làm như vậy cũng là gì? Không cần giải thích nữa, tôi không muốn nghe. Đồ phản phúc. Cậu Phong về rồi. Dự Phong. Dự Phong. Dự Phong, trời ơi, con làm nỗi nhớ con quá. Coi con kìa, ốm đi nhiều lắm đó. Dự Phong à, mẹ đã làm món thịt bò sa tế mà con thích ăn nhất. Ngân à, kêu người dọn cơm đi. Dạ. Không cần đâu mẹ, con không muốn ăn mà. Phải rồi, thế dừng ngồi xe lửa về, thật sự là có hơi mệt. Vụ án này con đã dàn xếp rồi sao? Lúc trước cũng may con bỏ ra chút tiền, quan tòa phán nó có tội, cũng may là phán 1 năm tù treo, không phải ngồi tù. Cũng tại ông chủ tiệm chụp hình đó hết á, nếu không phải ông chỉ tội con đâu có chuyện chứ. Ha, còn quán người ta nữa. Uổng công con ăn học bao năm nay, lễ nghĩa liêm sĩ cơ bản nhất cũng không hiểu sao. Còn đó, nên học hỏi cậu Hưng. Xuất thân người ta cách con một trời một vực, vừa khiêm tốn lại cố gắng. Cha cũng muốn hỏi con ở nhà ăn nhiều để làm cái gì? Ăn tới bê mũi sao? Con đã nói hình của con chụp là hình nghệ thuật mà, con không có sai. Con còn không nhận, có tờ giấy tấn con không? Dừng tay. Lúc nào anh cũng nhắc đến thằng Hưng. Anh tưởng thằng Hưng là người tốt sao? Anh có biết không, chính nó ép ông chủ tiệm chụp hình, lấy ra chứng cứ. Anh còn coi nó là người tốt, nó chỉ gọi là thằng khờ thôi. Em nói cái gì? Con nói thật sao Phụng Đức? Mẹ à, lúc nãy con đến chỗ của chị và chất vấn nó rồi, nó đã thừa nhận mọi chuyện, còn đòi thăng chức cho nó. Anh bị nó lừa rồi. Từ khi thằng khốn đó xuất hiện, không có chuyện gì tốt hết. Còn muốn con học hắn nữa, chuyện bán đứng sư phụ con không có làm được đâu. Anh thật biết giữ bí mật nha, thăng chức làm chủ nhiệm cũng không nói với chúng tôi nữa. Vậy chưa chính thức thông báo, huống chi kinh nghiệm của mọi người nhiều hơn tôi, có thể không phải thăng chức cho tôi. Không thăng chức cho anh thì cho ai nữa? Phải đó, mọi chúng tôi ăn cơm được rồi. Xin chào. Chào phó giám đốc Trang. Cậu Tê, lát nữa thay tôi giấy quảng cáo tìm chủ nhiệm của ngân hàng đi. Còn có Hưng, cậu thay tôi vào đây, tôi muốn nói với cậu về khoản vay của Hoành Đạt Dương Hãn. Dạ. Sao cậu có thể tự ý hạ thấp lợi tức cho người ta vậy? Ngân hàng làm sao kiếm tiền được đây? Lúc trước phó giám đốc nói với tôi là lãi suất cho vay phải thay đổi linh hoạt, sửa lại bản hợp đồng. Cái cậu Tê cùng sửa với cậu đi. Dạ. Không còn gì có thể ra ngoài. Tôi xin lỗi phó giám đốc, chuyện của Dự Phong được rồi, nói trước với ông. Không cần giải thích đâu, tôi hiểu rồi. Không phải đâu, tôi thực sự muốn nói với ở ông. Ở công ty tôi chỉ bàn chuyện công, nếu không còn gì thì cậu ra ngoài đi. Tôi ra ngoài đi. Hương Tình. Hương Tình, có cần tôi giúp cô không? Không cần đâu, để tôi được rồi. Sao em chần chờ vậy? Anh gọi em mà. Có phải ăn mặc như vậy sợ gặp anh không? Sao anh uống nhiều rượu quá vậy? Anh không thể uống sao? Sao anh không thể uống rượu? Em rót rượu cho anh. Anh đừng có uống nhiều quá, anh có chuyện gì em không vui sao? Em là chiêu đãi viên. Em là chiêu đãi viên, em phải rót rượu cho anh. Anh sẽ cho tiền thưởng, anh sẽ cho tiền thưởng. Được rồi, em rót rượu cho anh.
Tại sao em phải làm chiêu đãi? Tại sao em phải làm chiêu đãi? Đừng mà, buông tay ra đi, ở đây có nhiều người lắm đó. Em không thể làm như vậy. Nè, khúc cổ lớn à, anh buông em ra đi, ở đây có nhiều người lắm. Nè, nè, khúc cổ lớn à, chủ à. Hướng Tài đang làm việc, anh không thể dẫn cổ đi. Liên quan gì tới cô? Tôi dẫn cổ đi liên quan gì tới cô? Đừng mà. Như vậy đi ông chủ, nếu anh uống hết bình rượu này, sẽ để anh dẫn Hướng Tình đi, được không? Chờ anh một lát. Anh đừng uống nữa, khúc cổ lớn. Khúc cổ lớn, anh sao chị? Anh không sao chứ? Sao lại uống sai quá vậy? Nè, khúc cổ lớn. Anh à, anh còn nhớ địa chỉ đó không? Nhà của Phan Gia Đông Sơn, cô đã nói 3 lần rồi. À, cảm ơn nha. Dạ được. Anh à, khoan đã. Được rồi, cảm ơn. Dạ được. Chị Hồng, lần này thật sự cảm ơn chị. Nếu không tôi không biết phải làm sao thu xếp nữa. Cảm ơn gì chứ, chuyện này tôi gặp nhiều rồi. Thật ra ảnh có phải là bồ cô không? Bồ cái gì? Thì là cặp bồ đó. Bây giờ cả Quảng Châu đều nói những người yêu nhau là cặp bồ. Sao cô lạc hậu quá vậy? Dĩ nhiên là không phải. Chúng tôi là hàng xóm và là bạn thân. Lúc này ảnh quan tâm đến cô không giống như là bạn thân đơn giản đâu. Ảnh không vui nên uống nhiều rượu thôi mà. Tôi nghĩ là ảnh thích cô, thấy cô làm chiêu đại viên nên không vui đó. Tôi không nói chuyện với chị nữa. Sao hả? Có đẹp không? Vậy đẹp lắm. Chiếc xe này có thể chạy tốc độ rất nhanh. À, vậy phải. Có muốn chạy không? Bắt tôi như vậy con không dám đâu. Trong nhà người lái xe giỏi nhất chính là con. Con không dám thì ai dám đi? Nhưng mà chiếc xe này còn vài chỗ phải sửa chữa, sửa xong mới chạy được. Nếu không cha con mình có thể lập tức lái xe ra ngoài dạo mát rồi. Cảm ơn cha. Cha không thể giúp con thăng chức, không cần cảm ơn cha. Diệu Tâm cũng thật là ngoan cố mà, cả lời cha cũng không nghe. Cha đã cho gỡ bản thông báo tìm người. Nếu còn không được, cha sẽ công khai thân phận của con. Coi cậu ấy còn dám không thăng chức cho con không. Đừng mà cha, có thăng chức hay không cũng không sao. Con chỉ muốn cả nhà được vui vẻ. Chuyện của Dự Phong đã làm cho mẹ rất buồn. Nếu cha công khai thân phận của con, mày làm sao đối diện đây? Bọn họ không ai nói lý lẽ. Rõ ràng là Dự Phong không đúng, nhưng lại đổ hết trách nhiệm lên đầu của con. Là do con xử lý không tốt, con đã giấu mọi người làm như vậy. Là con có lỗi với Trang phu nhân. Con cũng chỉ là giúp lý không giúp tình. Họ không hiểu, nhưng mà cha hiểu. Nè, đừng nói chuyện không vui nữa. Cha con mình á, sửa xong xe rồi ra ngoài dạo phố, ra qua với người khác chơi. Nè, qua đây. Đây chính là cái bình cổ quai men pháp lan từ thời Càn Long. Phải đó, bác tôi nói phải rồi. Nhưng hai người phải biết, cái bình hai quai thật sự và lúc 8 nước liên quân đánh chiếm vào Di Hòa Viên đã bị rớt quai. Quai này là từ cái bình hai quai đó. Thử hỏi hai người sao có được cái bình nguyên vẹn công sức mẻ. Hai người coi Phương Chính Phương này là ai? Tiễn khách. Khoan đã, khoan đã, bình tĩnh đã. Bác Tôn nói cái bình này là thật, nhưng lúc ổng sưu tầm được á, thì đã bị mất một cái quai rồi. Ổng sợ khó bán nó cho nên nhờ người sửa lại thôi. Xem ra bình này là thật rồi. À bác à, được lắm. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn chủ Phương. Đó là 10.000 đồng, ông đếm lại đi. Tiễn ông bác ra ngoài. Bác Tôn từ từ đi. Alo, Lương sư trưởng. Phải rồi, phải rồi. À, tôi nói chuyện với ngân hàng rồi, không thành vấn đề. À,
Sao hả? Không sao đâu, không cần buồn bã. Lần sau cứ để tôi cải trang đi, tôi cải trang y như thật mà. Anh không tin tôi làm thử anh coi nè, nhìn đi, có giống không? Tôi á, giả thần lộng quỷ lâu như vậy, chỉ gạt được có 10.000 thôi. Anh thành công rồi. Phát tài rồi. Anh thật là lợi hại đó. Sao hả? Ê, đâu. Có phải râu của anh giống như mặt không? Đau mà. Cho tôi thử đi. Nè, anh hai chị hai à, có ngại thưởng tiền cho tôi trước rồi hãy tiếp tục chơi không? Mẹ, mẹ và chú Kiếm ở quê sống như thế nào? Con rất nhớ mẹ. Nhớ. À, anh Hướng Dương à, chữ nhớ viết làm sao? Cảm ơn. Mẹ phải viết nhiều thư. Chữ thư viết sao anh? Cái chữ thư cô không biết viết, còn bắt chước người ta viết thư nữa. Trời ơi Hướng Dương à, con giúp Huệ Liên đi, tiện tay thôi mà. Hướng Dương. Anh Hướng Dương. Có tên mày mắn nói cho anh biết. Chà, hai người trở nên ăn ý với nhau từ hồi nào vậy? Đâu phải. Còn nói là không phải. Thôi đừng nói nhiều nữa. Nè, tôi gặp Vận Mai. Lúc nãy á, trong sòng bạc thắng được tiền đủ cho anh ăn gân nai dài dài trong một năm luôn đó. À, lợi hại vậy sao? Chà, nếu vậy á, phải mua gân nai cao cấp cho Hướng Dương tẩm bổ nha. Tôi đã nói từ đầu, tôi đã bói một quẻ cho Hướng Dương, nó có quý nhân tương trợ, chứ không ngờ lại là cậu. Nè, tôi tạo qua phong độ về nhìn đã biết quý nhân rồi, mà còn là quý nhân có tiền nữa đó. Cậu vui mừng quá sớm rồi. Số tiền đó là của tôi. Đúng là đồ lừa gạt, thông đồng với nhau để gạt tiền của tôi. Đâu có dễ vậy. Ông nói ai lừa gạt chứ? Đừng nghe máu của người nha. Nhóc con, cậu thông minh lắm, làm giả y như thiệt. Cũng may tôi tìm người giám định, nếu không nó bắt lừa cậu rồi. Trả tiền cho tôi. Chứ, tại em ngu thôi. Ê, nè, đứng yên, người ta, làm gì hả? Ui gì? Hao Trương, anh không sao chứ? Đứng lên. Ông thông minh đó thì báo đi đi. Nếu không tôi không khách sáo với ông đâu. Tôi nhất định sẽ đi, nhưng tôi phải lấy tiền lại đã. Nhóc con, cậu phải muốn tôi báo cảnh sát bắt cậu không? Được không? Hao Trương, trả cho ông đi. Bỏ đi, trả cho ông đi. Còn con nữa Bảo Kỳ, chơi đủ rồi. Ở đây toàn là kẻ xấu, mau theo cha về. Buông tay ra, con không đi theo cha đâu. Nếu như cha còn ép con, sau này cha sẽ không thấy con nữa. Nè, đủ rồi. Ông cứ luôn miệng chửi chúng tôi xấu xa lường gạt. Ở đây chúng tôi đều là người tốt. Ông buồn nói bậy á, chúng tôi không khách sáo nha. Đi chưa? Nghe thấy chưa? Con gái ông cũng không theo ông về. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. 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 Các người nghe rõ đây, con gái tôi bất sợ tóc nào, tôi sẽ hỏi tội các người. Đi đi, nói nhiều quá đi làm đi. Gì đi, 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 đi đi. Trời ơi, đi. Anh không sao chứ? Cha cũng không tốt, nhưng con gái ông rất tốt. Tôi bị người ta đánh ngã, cha cũng chạy đến ôm tôi khóc luôn á. Quan Hậu Trường này lần đầu có một cô gái quan tâm tới như vậy. Hay, nhưng đừng nhắc nữa. 10.000 đồng, 10.000 đồng đã bị mất hết rồi. Ngay cả Phương Chính Cương mà anh cũng dám gạt. Anh to gan thật. Nè, tôi đi cướp vào giúp nghèo thôi. Thứ nhất, tôi phải trả món nợ cho giáo hội. Thứ hai, tôi phải chữa khỏi cái chân cho anh Hướng Dương. Thứ ba là giúp cho gia đình Hướng Tình để cô không phải làm chiêu đãi viên nữa. Tôi rất sợ loại si tình giống như anh. Lần trước tôi uống rượu say, anh nói những lời rất là khó nghe. Bây giờ tôi thấy rất áy náy. Được rồi, con không nhớ chuyện đó đâu. Nè phải rồi, chuyện Hứa Tình ra ngoài làm nữ chiêu đãi, anh đừng nói với dì Phương đó. Anh tưởng tôi ngu sao? Tốt nhất anh nằm mơ cũng đừng nói ra bí mật này. Nè, nói tới bí mật này, có phải mấy khách hàng lớn rút tiền từ ngân hàng của anh không hả? Anh nghe được từ đâu vậy? À, tôi nghe từ Phương Chính Cương và Lương Diễm Phiêu.
Lời cậu Hưng có thật không? Tôi có kiểm tra rồi, tuyệt đối chính xác. Lý nào như vậy? Hẹn chi dạo này hẹn Trần Tiểu Kha và ông chủ Hùng đi uống rượu qua, ai cũng từ chối. Thì ra chuẩn bị cấu kết với Lương Diễm Phiêu. Từ sau khi ngân hàng chúng ta lấy được giấy phép mua bán cổ phiếu, có rất nhiều khách hàng lớn của Nam Thực đã giúp chúng ta mở tài khoản. Vì vậy Phương Chính Cương ôm hận trong lòng, muốn tìm cơ hội đả kích chúng ta. Trác Qua và con gái ông rất thân, tôi và ông cũng có quen biết, không ngờ ông lại quá đáng như vậy. Với công thương rất nhiều khách hàng lớn ủng hộ ngân hàng Liên Hiệp, con nghĩ nguyên nhân chủ yếu là họ bị Lương Diễm Phiêu uy hiếp. Cho nên mục đích của Phương Chính Cương chỉ là tiền. Trên thương trường không có bạn vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Vấn đề lớn nhất của chúng ta chính là Lương Sơn Căn. Chúc mừng cho ngân hàng Liên Hiệp của chúng ta làm ăn càng ngày càng lớn, tiền vô ào ào. Còn nữa là ngân hàng lớn nhất của Quảng Châu, được không? Được. Sư trưởng Phan Quý Quân tới rồi, cho ông vào đi. Dạ sư trưởng. Phan gia đại giá Hoàng Lâm không ra đón được thứ tội. Mời ngồi. Hôm nay mọi người đều ở đây vui vẻ, sao lại không có phần của tôi vậy? Phan gia nhiều năm rồi không rời khỏi nhà nửa bước. Hôm nay chúng tôi chỉ bàn chuyện làm ăn nhỏ thôi, Phan gia đối với lợi nhuận lẻ tẻ không có hứng thú đâu. Mưu sinh không dễ, có những lúc lợi nhuận lớn nhỏ thì cũng phải làm. Trần Tiểu Khai, ông chủ Hùng gần đây thiếu tiền xài sao? Cứ mượn của đồng thương chúng tôi được rồi. Cha tôi nói lợi tức sẽ tính rẻ cho hai người một nửa, không cần chuyển tiền phiền phức như vậy. Có ý gì không? Ây chà, thiệt là ngại quá các vị à. Hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói riêng vài câu với Lương sư trưởng. Nếu như mọi người không ngại á, thì mời dời gót ngọc ra chỗ khác đi. Hôm nay Phan Quý Quân có chỗ đắc tội, ngày sau tất sẽ bài tiệc để tạ lỗi với các vị. Phan lão gia, Lương sư trưởng, chúng tôi đi đây. Chúng tôi đi trước. Tôi đi trước nha. Phan gia, thật ra ông muốn sao? Câu nói này lẽ ra là do tôi hỏi cậu. Sơn Căn, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, làm người không nên quên gốc. Cậu lại quên nhanh như vậy. Ai đã tiến cử cậu làm sư trưởng? Phải, cậu nói rất đúng. Đã lâu rồi tôi không rời khỏi căn nhà của mình, nhưng tại sao hôm nay tôi lại đích thân đến đây gặp cậu? Là bởi vì tôi còn coi cậu là cháu. Tôi muốn nhắc nhở cậu một câu. Ngày nào Phan Quý Quân có thể nâng cậu lên trời, cũng có thể kéo cậu xuống đất. Cậu có hiểu không? Đi. Vào đi. Cha. Thế nào, nhìn mặt của con hình như là có tin tốt hả? Ông chủ Hùng và Trần Tiểu Khai cùng với mấy khách hàng lớn không hủy tài khoản, cũng không rút tiền ra. Cái bộ ông nội của con đích thân ra tay, đúng là có thể hù được Lương Diễm Phiêu và Phương Chính Cương. Nhưng mà con thấy Lương Diễm Phiêu và Phương Chính Cương sẽ không bỏ qua. Vì vậy sau này chúng ta phải cẩn thận hơn. Hân à, con biết không, so với lúc cha mới nhận con, con trưởng thành hơn nhiều, bản lãnh hơn nhiều. Cha rất muốn nói với ông nội con, con là cháu trai của ổng. Thôi bỏ đi cha, con không muốn vì chuyện nhìn con mà khiến cho mẹ không vui. Nếu cha thật sự thấy con có tiến bộ, rủ con tới Huệ Như Lâu uống trà. Ngay cả khẩu vị của con càng ngày càng giống ông nội con rồi. Đưa một chậu rác rưởi đến đây mà cũng coi là xin lỗi à? Diễm Phiêu,
Phan gia, là tôi không đúng, là tôi sai. Tôi là tiểu nhân đắc chí vong ơn bội nghĩa. Hy vọng Phan gia đại nhân đại lượng tha thứ lỗi lầm cho tiểu nhân. Cậu là do một tay Phan gia chiều dắt, bây giờ lại lấy quán trả ơn, lập ra ngân hàng liên hiệp đối chọi với ngân hàng của Phan gia. Cậu đúng là ngay cả chó cũng không bằng, chó còn trung thành hơn cậu nữa. Bỏ đi bỏ đi, không cần vì loại người này mà tức giận. Nè 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 nè, uống trà uống trà. Hồ bộ trưởng nói rất đúng, lương sơn căn do Phan gia đích thân dìu dắt. Phan gia cũng như là cha của tôi, tôi lại dĩ hạ phạm thượng, đúng là có tội không thể tha. Nhưng mà tôi thề với trời, nếu sau này lương sơn căn làm bất cứ chuyện gì tổn thương tới Phan gia, sẽ bị trời đánh, chết không tội thay. Lão Phan à, xem ra Diễm Phiêu biết lỗi rồi, coi như nể mặt tôi, tha cho hắn đi hả? Hắn biết ông thích kỳ cảnh nên mua một chậu la hán tùng đến đây để xin lỗi ông. Hắn thật lòng xin lỗi, ông hãy cho hắn một cơ hội để sửa đi. Hắn còn nhờ được một nguyên lão đảng chánh như ông đến xin. Nếu lão Phan này không nể mặt, không chịu tha thứ, tôi thật không biết mời ai làm người trung gian. Thay tôi xin lỗi ông. Ông nói chơi rồi. Diễm Phiêu, còn không khấu đầu cảm ơn Phan gia đi. Cảm ơn Phan gia, cảm ơn Phan gia, cảm ơn Phan gia. Triệu Đường, trời ơi, sao uống nhiều vậy? Dinh Trúc à, bưng chậu nước cho cậu ba rửa mặt đi. Dạ. Nấu thêm một chén trà gừng. Dạ, mời ba. Sao rồi, ông uống say quá vậy? Hết cách rồi. Lúc trước khách hàng lớn của ngân hàng bị cha hù, tôi phải ra mặt ngọt nhạt với họ, làm tốt quan hệ thuận theo ý họ. Hôm nay Lương Diễm Phiêu tới tặng một chậu cảnh, vừa quỳ vừa xin lỗi cha. Tôi thấy hắn không dám làm trò gì đâu. Tên gian tặc này, không biết hắn thật lòng hay giả bộ nữa. Để tóm lại lần này coi như ngân hàng bình an vô sự, tôi phải khấu tạ trời đất. Muốn khấu tạ trời đất hãy cảm ơn thằng Hưng đi. Nếu lần này không phải thằng Hưng phát hiện âm mưu của Lương Diễm Phiêu và Phương Chính Cương, Phan gia chúng ta nguy rồi. Bà vẫn còn cảm thấy thằng Hưng bán đứng bà sao? Nói câu thật lòng, nó không có làm sai mà. Nó âm thầm tìm chứng cứ trị tội Dự Phong, nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của tôi. Là Dự Phong có lỗi đáng bị như vậy. Dự Phong là em họ của nó, cho dù Dự Phong thật sự làm sai, nó cũng không nên làm hại người thân của mình. Được rồi, coi như không nói chuyện này. Nhưng thằng Hưng ở ngoài không chỉ tự ý quyết định một lần. Không phải chúng ta không cho nó cơ hội, không phải không muốn dạy nó, sao đến bây giờ nó vẫn không hiểu đại cuộc, không chịu nghĩ cho gia tộc của mình. Tôi giận, tôi đau lòng. Làm gì tại sao con trai của tôi lại không nghe lời tôi, lén lút làm những chuyện mà tôi không muốn nhìn thấy chút nào. Coi như nó có sai cũng không nên trách nó, trước giờ chúng ta luôn nợ nó mà. Chính bởi vì vậy cho nên tôi mới dạy dỗ nó, không thể dung túng cho nó làm việc tùy tiện được. Được rồi, muốn dạy nó sao? Trước tiên phải khôi phục lại thân phận con trai trưởng của nó, sau đó từ từ mới dạy. Tôi nghĩ rồi, tôi sẽ giải thích rõ với cha thân phận của nó. Ông muốn làm vậy thật sao? Ông không nghĩ tới cảm giác của tôi cũng được, nhưng ông không nghĩ tới danh tiếng của hai nhà họ Phan Trang sao? Danh tiếng, suốt ngày chỉ nói danh tiếng, tôi nghe còn phát chán rồi, đừng có nói nữa đi. Được rồi, cùng lắm như vậy, cùng lắm tôi nói với cha, tôi có con rơi với người đàn bà khác ở bên ngoài được rồi chứ, hoàn toàn không liên quan tới bà, hoàn toàn không liên quan đến hai nhà Phan Trang. Hey, được rồi chứ. Nè, khuya rồi, ông đi đâu vậy? Ra ngoài uống rượu. Xin chào lão gia. Cha, sớm vậy và đã xuống lầu rồi. Hôm nay thời tiết rất đẹp, cha muốn ra xem cây la hán tùng. Con cũng muốn xem, con dìu cha đi nghe. Cây la hán tùng này hình thái cao vút tự nhiên, phong thái giản dị, xanh biếc già dặn, thần thái trang nhã, lại không mất bản tính, vừa có thể ở trong chậu,
lại có thể tự ý mọc nhánh ra ngoài. Thật ra làm người cũng nên như vậy. Không ngờ tên Sơn Căng không biết chữ lại có mắt nhìn giỏi như vậy. Vậy cũng phải để cha biết thưởng thức mới được. Con chỉ nói một câu, nhà có La Hán Tùng suốt đời không sợ nghèo. Lúc bình thường con đâu có thích cây cảnh. Con đi với cha, có phải có gì muốn nói với cha không? Cha, thật ra con coi con, lúc nào con mới có thể là một đại trượng phu? Cha! Triệu Đường! Triệu Đường! Đừng qua đây! Cha! Bà thông báo với Lý Phó Quan. Triệu Đường! Cha! Con không sao. Vì lỗi da chà trông đi. Mau lên, mau lên. Triệu Đường, Triệu Đường, Triệu Đường, ông sao rồi? Ông thấy thế nào? Đừng làm tôi sợ nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.